muốn chỉ cách ướp thịt gà nướng. Thịt gà nướng là mình ướp hơi cay cay ha. Đây là cái đùi gà đó, cái đùi gà mà cái khúc trên không mà cái gà này là gà công nghiệp. Ướp nướng cũng ngon lắm. Còn thí dụ mấy bạn mà ở Việt Nam á, mà không có cái lò nướng như mình bên đây á, thì mình ướp mình nướng bằng than. Mùa hè mình cũng ra ngoài mình nướng bằng than, ngon hơn là nướng ở trong lò luôn á. Mình ướp rất là đơn giản, tại vì mình làm cái gì cũng đơn giản hết á. Đơn giản để mà dễ làm, dễ đồ, để mà còn thời gian để mà đi làm, đi đồ nữa ha. Rồi trước tiên là gà mình rửa sạch rồi nha, mình phải rửa sạch. Rồi mình ướp theo, mình cho tỏi, tỏi đập dập rồi băm nhỏ, nhiều tỏi thì nó thơm. Đây, mình cho tỏi vô ha, cho tỏi vô. Rồi cái gà này đó thì mình ướp nó hơi cay cay, hơi cay cay để mình làm. Lấy ớt, đây là ớt mà ớt này cay lắm. Đây là ớt cay mình chị của chị mình làm á, ớt mình ở nhà mình trồng á, rồi nhiều quá ăn không hết, chị mình xay ra rồi bỏ giấm bỏ đồ vô rồi mình để mình ăn dần dần á. Nhưng mà cái ớt này nó cay, thành ra nhà mà có trẻ con á thì đừng có cho ớt này, mà mình mua cái ớt mà cái loại mà cái tương ớt ăn phở á, mình cho vô đừng nó không có cay lắm. Còn mình thì mình thích cái món này nó cay, thành ra mình bỏ nó cái ớt này. Rồi mình cũng nêm vô trong đó một tí đường, tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình, ăn ngọt, ăn mặn, ăn như thế nào. Đại khái là mình nói là bỏ những cái gì trong đó thôi. Đó, mình cho đường ít thôi, tại vì mình nướng đường nhiều quá đó, mình sợ nó bị khét. Rồi mình cũng cho một tí xíu bột ngọt, ít thôi nha, tí xíu thôi. Nếu mà mấy bạn không ăn bột ngọt thì khỏi bỏ. Mình cho một tí muối, nhưng mà tại vì một tí muối, tại mình cho nước mắm nữa. Cho một tí muối ha, tí xíu muối thôi, tại vì nước mắm nó cũng đã mặn rồi. Cái mình cho vô một tí cái bột canola nè, cái chicken canola nè, mình cũng cho vô một tí nữa, tại vì mình không có cho hết là cái muối á, thành ra mình cho một tí cái bột canola vô. Rồi cho một tí nước mắm vô vậy thôi. Rồi cái dầu ăn, tại vì mình sợ mình nướng thì nó cũng ra dầu thôi, nhưng mà mình lúc mình nướng mình sợ nó khô miếng thịt á, thành ra mình cho cái dầu ô liu nè, cho một tí dầu vô. Mình nướng thì cái dầu đó nó cũng chảy ra hết à, ít thôi chứ không nhiều. Còn cái đây là cái ớt bột cũng ở nhà trồng. Rồi nó nhiều quá đó, mình để khô rồi mình xay thành bột. Cái này mình thích ăn cay nữa thì mình bỏ thêm cái ớt bột này nữa. Tùy, cái này là tùy mỗi nhà, ai thích ăn cay thì bỏ, còn không thích ăn cay lắm thì đừng bỏ. Ớt này cũng cay dữ lắm. Đó, vậy là xong rồi đó. Mình trộn đều lên, trộn đều lên. Rất là dễ làm cho những người mà bận đi làm công xưởng giống như mình vậy đó, không có thời gian. Mình ướp, mình trộn đều, cái mình ướp mình để khoảng chừng, nếu mà để trong tủ lạnh mà để qua đêm á càng ngon hơn. Còn thí dụ mà bạn nào mà đi làm chiều mà buổi sáng mà muốn nấu á thì ướp để chừng 1-2 tiếng thôi, 1-2 tiếng thôi là mình đem mình nướng, rồi mình ăn kèm với dưa leo, rau sống hay là kim chi ngậm qua mình chỉ đó, ăn chung với kim chi cũng ngon đó. Vậy thôi đó, rồi đơn giản không. Như vậy xong là mình
mình bỏ cho chân cái thau này. Bây giờ mình chưa có ăn mình ớt, mình để tới chiều lần thì mình sắp qua cái thau này, mình để cho nó mình đậy nắp lại, rồi chiều rồi mình nướng. Tỏi nhiều thì thơm, ăn tỏi nhiều cũng tốt. Xong, đó. Rồi chiều mình nướng. Mình nướng xong rồi mình cho các bạn coi ha. Đó. Chỉ có vậy thôi. Ướp là bỏ vô những cái thứ đó. Này là gà công nghiệp chứ không phải là gà dai của mình nha. Nướng cái này mình nướng gà công nghiệp nó ngon hơn, nó vừa lẹ mà nó vừa mềm nữa. Thành ra nướng như vậy ăn ngon, chứ gà công nghiệp mà mình kho mình nấu đồ ăn nó cũng không ngon tại nó mềm quá. Rồi, cái gì chiều mình nướng xong rồi mình cho các bạn coi ha. Ok, bây giờ cái gà của mình á hồi sáng á mình đã ướp rồi. Ướp từ sáng tới giờ là bây giờ mình nướng được rồi, bây giờ chiều rồi đây nè. Thì bây giờ mình trước khi nướng á, đây là một cái tray để mà mình bỏ gà trong lò mình nướng, mình lót cái giấy bạc vô. Rồi mình cũng cho một tí dầu ha, tí dầu vô đi để cho nó đừng có dính cái gà đó. Cho một tí dầu vô. Rồi mình sẽ sắp gà lên mà sắp gà lên nướng. Mình trước khi sắp á, mình chải cái dầu này ra đều hết để cho nó ấy đều. Nhưng mà các bạn nhớ nha, là cái phần da này là ở trên, tại mình muốn cái phần da nó vàng, là cái phần da nó nằm ở trên, cái phần thịt nó nằm ở dưới, nướng không chở không gì hết. Ok, rồi đây. Đây, một cái chỉ này là nó đều cho một tray luôn. Bây giờ cái lò của mình mình chỉnh là 365 độ. Mà mình đã nướng á, nó nóng rồi, kêu rồi. Mình nướng á là mình bỏ trong vòng 50 phút. 50 phút nha. Đây, 365 độ đã đủ độ rồi đó. Bây giờ mình bỏ gà vô mình nướng. Trong vòng 50 phút, bây giờ mình chỉnh cái đồng hồ 50 phút. Đó, 50 phút là gà của mình chín. Rồi sau khi 50 phút thì mình sẽ chỉ cho là nướng ở trên cái mặt mình cho nó vàng. Bây giờ cái gà đó là nướng trong vòng 50 phút thì đã nướng xong rồi. Thì gà thì chín rồi đó, nhưng mà nó chưa có bị được vàng. Bây giờ mình sẽ tắt cái lò này. Rồi đây, mình mở ra cho các bạn coi nha. Ở là hiện bây giờ nó chín rồi, nhưng mà cái gà của mình nè, thấy không, nó chưa có vàng. Thành thử ra là bây giờ mình phải chỉnh cho nó nướng cái phần trên thôi, để cho nó vàng cái phần trên ha. Rồi bây giờ là mình tắt cái này rồi. Bây giờ mình mở cái này để mình mướn cái ở trên. Đây, mình để nó lô đi, là nướng cái thấp thôi, để nướng phần trên, đừng cho cái gà nó vàng cái phần da. Ok, bây giờ gà đã chín rồi nè ha. Mình lấy gà ra để cho cả nhà coi thử, là cái gà của mình nướng xong rồi đó. Đó là nướng xong rồi.
bạn muốn thử rất là dễ làm. Bạn nào thì muốn muốn thử thì cứ làm thử nha. Nếu mà mình không có lò nướng đó thì mình nướng ở trên cái than, cái bếp than á, nghĩ cái bếp than nướng ngon lắm, tại vì mùa hè mình cũng có nướng bếp than ở bên ngoài. Ok, vậy là chúc các bạn thành công nha, làm thử đi.